chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay em Lợi xin review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một sản phẩm bên em vừa mới nhập về, đó là chiếc Mazda BT sản xuất năm 2018, số sàn 2 cầu máy dầu, xe sử dụng động cơ 2.2 nhập nguyên chiếc Thái Lan. Và chiếc xe màu trắng Mazda BT 2018 này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi vừa mới về theo 5 tháng. Và bên em Lợi cũng nhận trao đổi mua bán tất cả các dòng xe ô tô trên toàn quốc. Quý anh chị nào có nhu cầu bán xe ủng hộ em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng bên em là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Về chiếc xe Mazda BT 2018 số sàn 2 cầu này thì bên em Lợi đã kiểm tra và khẳng định cam kết với quý anh chị đây là một chiếc xe đẹp, không có đâm xô biến dạng ô tô, vỏ kính và đèn máy số là nguyên zin. Với cái sản phẩm bên em đã cam kết thì quý anh chị có thể mang ra hãng test hoặc là mang thợ đến kiểm tra. Nếu phát hiện đâm xô biến dạng ô tô, máy số ngập nước thì bên em Lợi xin bồi thường quý anh chị 50 triệu tiền đi lại. Về toàn bộ các cái xe này thì sơn zin còn đến 95% và khe hở 4 cánh cửa đều nhau và 4 cánh cửa zin, cốp trước cốp sau chỉ nguyên bản từ đầu. Xe Mazda BT 2018 máy dầu đi khá là tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Dung tích động cơ là 2.2. Xe nhập nguyên chiếc Thái Lan nên là toàn bộ phần động cơ máy dầu đi khá là tiết kiệm. Vâng, đây là toàn bộ phần đầu của chiếc xe. Phần đầu hai bên đèn pha là nguyên zin, mặt ca lăng cabo nguyên bản từ đầu. Sơn zin toàn bộ nên rất chia bóng và đẹp. Kính xe thì không bị rạn nứt và toàn bộ 4 cánh kính đều nguyên zin theo xe, cùng năm sản xuất 2010. Đây là cái thông số kính của chiếc xe và đều có năm sản xuất theo xe. Vâng, số khung, số máy đều nguyên zin và gương xi nhan, gương đèn đều hoạt động khá là tốt. Chiếc xe thì lốp khá là dày, xe được trang bị la răng đúc. Toàn bộ lốp, gân lốp khá là dày nên là quý anh chị yên tâm về phần lốp. Các cái phần gầm sassi của chiếc xe thì không bị mục mọt. Xe chạy phố phường nên là khá là đẹp phần gầm, không chạy phần công trường nên là quý anh chị yên tâm. Đây là cái phần vướng phía trước của chiếc xe này, khá là đẹp, không có dấu hiệu bị thay thế và móp méo. Phần máy thì khá là khô. Phần lốp phía sau của chiếc xe thì khá là đều và đẹp. Toàn bộ sassi không có dấu hiệu bị cắt nối. Về phần nội thất bên trong của chiếc xe thì được trang bị ghế da hai màu khá là đẹp. Toàn bộ ghế rất chi là dày, không bị chảy rách. Đây là cái phần táp ly, cánh cửa và bàn thờ. Hàng ghế phía trước khá là đẹp, toàn bộ là nguyên zin. Xe sử dụng hộp số 6, số sàn 6 cấp, 2 cầu điện. Đây là núm cài cầu điện của chiếc xe. Và xe được trang bị hai bóng khí bên phía trước. Toàn bộ bóng khí đều là nguyên bản từ đầu. Vô lăng của chiếc xe thì khá là đẹp, toàn bộ vô lăng không bị mòn sau 4 năm sử dụng. Táp ly cánh cửa khá là đơm mới. Và các cái phần ốc cột thì ốc tai 4 cánh cửa đều là trừ thao lắp và sơn zin toàn bộ. Tem mác nhà máy, ốc khóa bản lề. Xe được lắp trải sàn 3D khá là đẹp. Tất cả bậc lên xuống không bị chảy xước. Và hàng ghế phía sau không chảy rách, khá là mới. Trần ý nguyên bản và được bác chủ trước trang bị thêm ni lông khá là
sạch sẽ, không có dấu hiệu bị bớm bụi và xù lông. Toàn bộ táp ly bốn cánh cửa đều màu nhau. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bạn ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi vừa mới về. Anh chị em nào mà có nhu cầu mua bán trao đổi xe ô tô đã qua sử dụng, mời qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Và từ các cái bậc lên xuống của chiếc xe đây, không bị móp méo gì, không chạy công trường nên là cái bậc, phần bậc này khá là đẹp. Tất cả bậc lên xuống bên ghế lái này, sơn zin toàn bộ, tem mác ốc cột đều nguyên bản. Bàn đạp phanh ga khá là mới. Vâng, về phần đầu và phần máy của chiếc xe thì toàn bộ em Lợi cam kết với quý anh chị đã kiểm tra, khẳng định với quý anh chị là máy số là nguyên bản, không bị ngập nước, không làm lại hơi. Từ các cái ốc tai, ốc đèn, ốc cabo và các cái phần nhựa này, ốc đều đẹp và sáng. Chỉ cabo, đinh bấm, đinh dập cabo là nguyên bản từ đầu. Chất máy thì khá là đẹp, toàn bộ chất máy của chiếc xe đây, cổ bô, cổ xả của chiếc xe, sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Và sau 2 hôm nữa thì em Lợi cho vệ sinh toàn bộ lại về phần gầm và phần máy thì khá là sáng. Toàn bộ phanh ABS 4 bánh. Và đây là tiếng động cơ đang hoạt động, toàn bộ động cơ chạy khá là êm. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Mazda BT sản xuất 2018, số sàn 2 cầu máy dầu. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.